Thoát vị đĩa đệm, tập yoga như thế nào cho hiệu quả và an toàn? Nếu chúng ta bị thoát vị đĩa đệm thì toàn bộ phần đĩa đệm này có thể bị xẹp xuống, bị đẩy ra ngoài, bị tràn dịch đĩa đệm và gây chúng ta tình trạng đau chân, tê chân. Đặc biệt cô chú tuổi trung niên hoặc thậm chí nhiều bạn trẻ mà đã bị rồi thì chúng ta rất là khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì nguyên lý để cải thiện đầu tiên về cái việc là phần đĩa đệm chúng ta khi luyện tập yoga, đó là bạn phải chọn cho mình một lớp học yoga chuyên về trị liệu, đặc biệt là trị liệu về phần lưng. Rất nhiều lớp học yoga cộng đồng đại trà thì không được chuyên biệt hóa, không được cá nhân hóa, do vậy chúng ta tập rất là nguy cơ, rất là chấn thương rất là cao. Lời khuyên cho bạn là đừng chọn lớp học yoga cộng đồng, hãy chọn lớp học chuyên về trị liệu để chúng ta an toàn hơn, được không nào? Và thứ hai, chúng ta hiểu về nguyên lý tập luyện để cải thiện tình trạng đĩa đệm chúng ta, đó là chúng ta ưu tiên các bài tập để kéo giãn cột sống của mình ra. Làm thế nào chúng ta luôn vươn dài cột sống lưng? Do chúng ta có thói quen hàng ngày chúng ta hay cuộn tròn lưng nên đĩa đệm hay bị xẹp xuống như thế này. Do vậy chúng ta nhớ, chúng ta luôn ưu tiên duỗi dài cột sống lưng để chúng ta giảm bớt cái áp lực cho đĩa đệm của mình. Và tiếp theo là phần thứ ba, đó là sự kết nối giữa cơ gân kheo ở dưới đùi, khung chậu và lưng. Để mà giải tỏa cho phần lưng, chúng ta chắc chắn phải tập cả cái nhóm cơ gân kheo này nữa, tại vì nó cứng, nó sẽ gây ảnh hưởng cho việc biên độ vận động cho khung chậu và ảnh hưởng bó cứng phần lưng của chúng ta. Nhưng mà để tăng cường cơ gân kheo thì ta thường tập sẽ rất là đau và ưu tiên và hay có cái trạng thái là gập người gần vào chân như thế này, thì chúng ta lưu ý chúng ta kéo giãn từ từ. Và khi gập thì chúng ta hay bị cái sai là chúng ta cuộn lưng lại, thì chúng ta nhớ chúng ta vẫn phải duỗi thẳng lưng và gập phù hợp thế nhá, để tăng cường cơ gân kheo, giải phóng khung chậu và giúp cho lưng tốt hơn. Ở phần thứ tư, đó là chúng ta phải tăng cường cái sức mạnh cho toàn bộ phần cơ xung quanh. Bạn sẽ phải tập cơ bụng, cơ sống lưng xung quanh này, cơ lưng, cơ liên sườn hai bên, thì toàn bộ phần cơ nó khỏe, nó sẽ hỗ trợ cho đĩa đệm chúng ta nó tốt hơn, được không nào mọi người? Lưu ý, chúng ta phải chọn những bài tập để giúp vừa tăng cơ nhưng lại không gây áp lực quá lớn vào đĩa đệm của mình. Và quan trọng nhất là phần thứ năm, đó là chúng ta phải điều chỉnh cân nặng của mình và cũng như là bổ sung lượng canxi trong cơ thể chúng ta. Rất nhiều cô chú tuổi trung niên chúng ta hay bị lão hóa, thì chúng ta hay bị thiếu hụt lượng canxi trong cơ thể, nên là cơ thể chúng ta nó xương càng ngày càng bị yếu hơn, bị mất xương, bị loãng xương, nên là làm cho tình trạng bị thoát vị đĩa đệm càng ngày càng nặng hơn. Đây là điều chúng ta cần phải biết để cải thiện tình trạng thoát vị đĩa đệm. Và nếu cô chú anh chị các bạn mà muốn có những cái bài tập chuyên về thoát vị đĩa đệm hoặc là biết cách để lựa chọn cái canxi nào phù hợp cho độ tuổi của mình, có thể kết nối với Kiba, Kiba sẽ gửi cho mọi người những bài tập và cách lựa chọn canxi phù hợp nhất. Hẹn lại cô chú anh chị các bạn trong những cái chia sẻ về sức khỏe tiếp theo.